Tổ chuyên đề anh đây đang làm mà. Đây là tổ chuyên đề thôi. Anh có lưu thông tới đây. Anh có lưu thông đến đây không? Nhưng mà anh đâu có vi phạm cái gì đâu. Tôi nghi ngờ anh có nồng độ cồn, tôi yêu cầu mà không phải là cái tôi điều yêu cầu anh kiểm tra nồng độ cồn đó là nghĩa vụ trách nhiệm của công dân khi tham gia giao thông. Em chứng minh cho anh là nghi ngờ em được dừng xe đi. Thì đó, tôi nghi ngờ nồng độ cồn đó. Bây giờ cái này làm sao mà phải đeo khẩu trang? Không phải đeo khẩu trang anh. Cái này cũng nghi như là khẩu trang. Không, anh không đồng ý. Bây giờ đeo khẩu trang với cả độ nó phun phay nó là như nhau. Bởi vì những cái gì mà anh dùng hình dung cái từ nó phun phay là sao anh? Là bịt mắt bịt mũi đó. Còn như này là đâu ở phun anh. Nhưng mà cái chuyện này em không thể nói như thế được. Đâu, bây giờ cái chuyện nó có của anh à. Tại không, bây giờ tóm lại là em dừng xe của anh là vì anh không đeo khẩu trang hay là vi phạm. Anh biết tụi em là tổ chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn. Không, giờ tụi em không được tại dừng sao xe không, không được anh nói hỏi đây là anh hỏi tụi tôi giải hết cho anh tự nhiên anh lại nói không đừng có xưng tôi vì em nhỏ tuổi anh nhiều anh, tôi với anh là bây giờ anh tôi và anh là đúng anh theo pháp luật có định là tôi và anh không nhưng mà em không được dừng xe của anh nếu mà anh không có vi phạm bây giờ thằng chấp hành đâu anh bây giờ em phải chứng minh cho anh biết là anh vi phạm cái gì. Em dừng xe của em là dựa trên cái gì? Còn nghi ngờ là em không được dừng xe. Chuyên đề nồng độ cồn. Anh không đồng ý. Rồi anh không đồng ý. Anh có quyền được không đồng ý? Bây giờ em nói anh nha. Công dân có quyền khiếu nại khiếu kiện. Tụi em làm nếu anh cảm thấy không đúng thì anh có thể khiếu nại khiếu kiện. Đó. Rồi xong. Được chưa anh? Rồi trước mắt anh có xuất trình cho em được giấy tờ không? Nhưng mà em không dừng xe không đúng luật thì tại sao phải xuất trình giấy tờ? Anh có công dân có quyền. Bây giờ em. Bây giờ anh hỏi em dừng xe của anh là để kiểm tra giấy tờ. Hay là vì anh vi phạm là một con anh nhưng mà em không được dừng xe của anh nếu mà không được tự nhiên anh hỏi đó em trả lời rồi anh lại nói không kiểm tra đúng không tự nhiên anh hỏi em trả lời anh lại nói không vậy là ý anh muốn gì nhưng mà em chỉ được dừng xe của anh khi mà anh vi phạm một cái điều gì nên em nghi ngờ là có nghĩa là em không thể khẳng định là anh có hay không. Em dừng xe như thế là sai luật. Anh chấp hành kiểm tra đây không có thì thôi. Không phải là vấn đề anh chấp hành hay không. Anh có thì anh có quyền khiếu kiện, khiếu nại. Anh giải thích cho là công dân có quyền khiếu nại, khiếu kiện. Đúng không? Khi của em làm sai mà. Nhưng mà em... Khi mà em dừng xe của anh khi mà không có dấu vi phạm. Rồi bây giờ thôi, tụi em giải thích anh đủ rồi. Bây giờ để em công an phường ra làm việc với anh nha. Rồi. Thấy nhà báo đồ quay, tụi em không làm sai đâu anh ơi. Nhiều khi ngày mai lên xin rồi anh thấy anh dẫn á. Ừ, anh thấy thì cũng ok thôi. Anh đừng có đọc trên mạng. Không anh phải, anh mạng. Nghiên cứu kỹ cái vấn đề này rồi. Thế anh nghiên cứu kỹ lắm hả anh? Ừ, anh nghiên cứu kỹ lắm. Nghiên cứu tới lúc say xỉn rồi phát lái xe được không anh? Anh không phải say xỉn nhá. Giao thông gọi công an phường không lão. Hả? Anh đâu có say xỉn đâu. Thì anh cứ đo cộm đi. Ừ thì cứ đo nhưng mà anh không say xỉn. Dạ, cứ chấp hành đi. Không phải là vấn đề anh chấp hành hay không mà là luật nó có đúng hay một tụi em có thực hiện đúng là anh có quyền cái luật đúng hay không mà anh say xỉn bây giờ anh bảo là đo nồng độ cồn thì anh công nhận là anh có nồng độ cồn nhưng vấn đề là tụi em không được dừng xe như thế
công dân sao kiểm tra, công dân sao kiểm tra anh được? Dạ không được, không được. Thấy không? Nhưng mà người ta đã quy định là em không được dừng xe khi mà em không có vi phạm. Anh lấy quy định đâu, lấy quy định đâu ra tôi coi coi. Anh lấy quy định đó ra đi. Còn ở đây anh em người ta anh không có nghĩa vụ phải chứng minh có kế hoạch là em sai, em có nghĩa vụ phải chứng minh là em đúng. Ví dụ vậy. Tôi đang nghi ngờ có đầu cột yêu cộng kiểm tra, nếu anh không có thì anh có quyền đi. Nhưng mà nghi ngờ là không được phép dừng xe. Anh em đang làm chuyên đề đo nồng độ cồn. Chuyên đề hay không quan trọng. Kế hoạch đàng hoàng nhanh chứ anh không phải nói muốn tự động ra là ra để thổi anh. Không thổi anh vô sao biết anh có cồn. Nhưng mà nghi ngờ là không được dừng xe cơ mà. Ở đây là đang tiến hành tuần tra kiểm soát đo nồng độ cồn bất kỳ phương tiện nào lưu thông ngoài đường. Anh hiểu không? Anh hiểu nên. Vậy đưa cho anh xem cái chuyên đề đấy xem. Kế hoạch của tôi không có nghĩa vụ phải đưa cho anh xem. Anh thắc mắc khiếu nại vậy lên gặp trực tiếp chỉ huy tôi nha. Bây giờ em muốn dừng xe em phải có chuyên đề. Chuyên đề tôi phải cho anh xem. Anh có chỉ huy tôi nè, anh muốn gì anh lên trên cơ quan của tôi gặp chỉ huy tôi trực tiếp. Anh thắc mắc khiếu nại gì á? Tôi đây tổ công tác đang làm việc. Yêu cầu anh nghĩa vụ anh chạy xe thì mới chấp hành được giao thông. Anh chẳng nghĩa vụ gì ở đây cả. Sao có nghĩa vụ anh là công dân anh tham gia lực giao thông nữa tôi thủ pháp luật. Sao lại nói như thế được? Chứ không phải anh nói vô đây là anh nói như theo kiểu của anh. Người anh ta không nói, anh nói thì người ta lắng nghe. Còn khi mà người ta nói thì anh bác ra hết. Anh nói thôi vậy không có được. Nói được hay không đâu phải là do em quyết định đâu. Tôi không quyết định, tôi chỉ giải thích cho anh hiểu thôi. Anh nói lại một lần nữa là em có trách nhiệm giải thích cho anh. Anh em đã giải thích rất là nhiều với anh. Tại anh không chấp hành thôi. Anh làm sao mà chấp hành cái quy định mập mờ bao được? Nhiêu người ta vẫn thổi, tại sao anh không chấp hành? Người ta cũng lưu thông như anh ngoài đường vậy. Thì bây giờ em phải chứng minh cho anh là em có quyền dừng xe của anh chứ. Sao không có, tôi là tuần tra kiểm. Vậy đưa chuyên đề cho anh xem. Chuyên đề anh không có nghĩa vụ để coi chuyên đề ở đây. Anh không có nghĩa vụ nhưng anh có quyền được xem. Sao quyền được xem, anh lên trên cơ quan tôi, anh gặp chỉ huy trực tiếp của tôi đi. Thế bây giờ lên đây thì sao? Đúng không? Chuyên đề nghĩa vụ của người ta là thông tin mật ở đâu và ai cũng phải đưa cho anh coi được à? Chẳng có chuyên đề nào thông tin mật. Anh nói chuyện như đúng là bây giờ tai nạn giao thông toàn là uống rượu bia vô nhiều không anh, nhiều vấn đề không anh. Anh có thể để xe tại quán của anh đi xe Grab về cũng được, vậy taxi về được, có nhiều cái mình mới về được. Ngày nào cả thành phố cả nước lên đều làm nhà chuyên đề cồn mà mình sẽ là anh hỏi thôi gì đâu. Hỏi mấy bạn này ra đi phóng viên anh nhà báo anh. Mà anh có quyền yêu cầu là không được quay mà đúng không? Ta nhà báo có quyền nha, anh được làm gì cũng quyền. Ta làm được làm hết. Thế là quyền đây nè, anh nói anh nghe. Anh lên đi, ta chuyên đề, tất cả chuyên đề tụi em đều phối hợp chung với nhà báo anh. Nhưng mà có quyền bảo vệ cái quyền tự do cá nhân mà. Đâu, tụi em làm được quay anh nha. Làm sao được quay? Rồi, bây giờ anh có chấp hành không? Chấp hành để đo nồng độ cồn của tụi em. Bây giờ thứ nhất ấy, là anh không hiểu mấy bạn này quay cái gì. Rồi bây giờ nè. Thứ hai ấy, là anh không hiểu là tụi em dừng xe của anh là vì lý do gì? Tụi em làm chuyên đề cồn, đúng không? Ừ. Vậy nếu anh thổi vô có nồng độ cồn em xử lý thôi. Cái chuyên đề cả nước anh. Nhưng bây giờ cho anh xem cái chuyên đề thì anh mới biết là có chuyên đề hay không chứ. Có, tụi em mới làm chứ anh. Anh đừng có nói xem nha. Hiểu không? Tụi em làm là có hết, cả toàn nước á. Nói đâu đó, mình đã uống rượu bia rồi. Mình đừng nói câu đó nha anh. Đúng không? Mình đừng có chống chế chỗ đó nha. Đó, tất cả người này cho nồng độ cồn hết nè anh. Không như anh đâu, đúng không? Đó. Ai đâu? Đấy, cái nồng độ cồn đập hết. Người đâu kia ai đâu? Kia. Nó thấy hả? Đây. Đó. Đóng bao nhiêu? Thằng ơi. Cái này mùi nè. Tôi là không nhận số một lo. Không có, tôi không có cãi. Tôi không có cãi. Có một lo một thôi. Nhưng mà nói như này nó nói. Đó rồi nè, ông mới. Đó rồi, anh bỏ được không? Rồi. Bây giờ tụi em không có đợi được ha, tụi em trời đâu có đợi được. Nha. Biết rồi thôi, chút thời gian đi. Rồi, cho em hỏi anh tên gì anh? Hỏi anh tên gì vậy? Thắng đúng không? Cái gì Thắng anh? Nguyễn Thế Thắng. Nguyễn Thế Thắng đúng không anh? Rồi, em là Thắng Tân nha. Giờ em thứ nhất em yêu cầu anh Nguyễn Thế Thắng lần thứ nhất nha. Hỏi nồng độ cồn giùm em nha. Rồi lần thứ hai nha, em yêu cầu anh Nguyễn Thế Thắng thổi nồng độ cồn giùm em nha. Thì để anh gọi điện thế được không? Bây giờ em yêu cầu anh đi cho em trước đi, rồi xong anh muốn gọi ai thì anh gọi, đúng không? Anh
biết nhưng mà em chỉ không yêu cầu anh 3 lần thôi nha. Trong 3 lần anh không hỏi là tụi em chỉ tiến hành làm bạn bình thường à. Rồi. Em yêu cầu anh Nguyễn Thái Thắng. Hỏi đồng đội cầu nhưng lần mà thứ 3. Anh không hiểu là em yêu cầu 3 lần đấy nó có hiểu cái không có giữ gì. Nó là giữ lực ta làm yêu cầu anh 3 lần. Đúng không? Đúng không? Yêu cầu em hỏi nồng độ cồn, em yêu cầu anh 3 lần mà, yêu cầu anh 3 lần anh không chấp hành thôi. Không phải không chấp hành nhưng mà cũng phải cũng cái thời gian. Đúng không? Từ nãy giờ thời gian không anh? Tụi em lấy rồi, lấy rồi chơi với em mà. Đúng không? Bây giờ anh hỏi được không? Anh yêu cầu anh 3 lần rồi. Từ nãy giờ anh hỏi được không? Không được đúng không? Không rồi, rồi, ok, ok, rồi. Nhưng mà để cho anh... Em đã yêu cầu anh, em đã yêu cầu anh 3 lần rồi. Đúng không? Mà anh không hỏi. Đúng không? Tại sao phải làm anh ơi, mình ra đường, mình đã sử dụng rượu bia. Mình đừng nói cái gì cũng không hiểu, anh không có được anh. Đúng không? Mình chấp nhận như người ta đi. Đúng không? Ừ, có kìa, anh này nè, anh uống một chai bia. Anh đâu có cãi đâu, nói gì đâu, bình thường. Cái gì không? Ừ. Đã vi phạm sau. Thì em mệt chấp hành thôi. Đúng không? Trước mà không chịu. Rồi. Bữa nay, bữa tử. Chào em chưa, bữa tử. Anh hỏi hoài. Rồi. Hỏi ra. Hai à. Hai. Tên đưa đưa đưa. Cái tờ bóng, cái tờ bóng. Năm cái tờ bóng. Chỉ được chứ. Cái đó là có gió. Từ từ từ. Anh xin sorry. Rồi thổi đi, thổi đi. Thổi đi. Tiếp 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 tiếp. Em không ra phương anh. Thì kết quả của mình ha. 1472 nha. À, ok.